mình có bộ chơi đồ chơi mới đó là bộ chơi đồ bác sĩ. Lúc nãy mình vừa cắt một tí thôi. Bác sĩ à, bé mua trên hội chợ, bé đi hội chợ và mua đồ chơi bác sĩ. Đúng rồi. Chơi bác sĩ. Bé làm bác sĩ. Cái này là cái gì? Tai nghe, úp vào đây này. Úp vào đây. Đấy, tai nghe. Đâu. À cái này là thở miệng. Thở hô hấp. Sao phải ấy? Thì bé cần thở để mình thở. Đây, có cái gì này? Khay thuốc à? Wow, bé thật là đẹp. Kính à? Kéo à? Nhíp. Ra mà nhíp. Bé thật là xinh đẹp với các bạn ơi. Búp bê đây là chính là bệnh nhân. À, khám cho búp bê đây. Đây, từ đã sẽ cho bỏ. Và đây thì là xe không bị bay. Này, đây là... Ủa, cái này để đựng gì? Cái thuốc. Cái này là cái gì? Là đèn. Đèn để chiếu sáng cho bác sĩ khám bệnh. Đây là cái kẹp. Đây là tivi. Đây là điện tâm đồ. À để xem máy. Trong người nhá. Xem tim hoạt động thế nào. Đây là vòng bảng. Tiêm, con sẽ tiêm. Con sẽ tiêm búp bê lại bị ốm. Nào tiêm đâu. Tiêm cho búp bê. À, quên mất tập tiêm về cái này chưa? Khám cho bác búp bê nào. Nào, khám búp bê. Cái này là cái gì? À, khám búp bê. Bị bệnh gì đấy? Không biết. Cái này là cái gì? Đựng để pha thuốc. Tức là nước để pha thuốc. Pha thuốc à? Cái này là cái gì bố hả? Cái kẹp. Nhím. Để gắp. Gắp thuốc hoặc là mổ để gắp. Không phải gắp cái... Gắp bông để mà rửa vết thương.